Không Lan rắn. Khánh, em sao vậy? Trong chiếc hộp trống rỗng mà em. Đừng men lên em. Em ơi, đừng có sợ, đừng có sợ, có chị, có chị. Thiệt đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: theo phong tục xưa, trong 3 ngày Tết, để tránh làm mất thần tài ẩn trong nhà, người ta không làm gì? A. Không quét nhà. B. Không tắm. Và C. Không tạt nước. Thời gian thảo luận bắt đầu. À, không tắm. Không quét nhà. Chắc không? Là A. Dạ. Tiền tài đúng không ạ? Đúng không? Hết giờ. Như vậy là họ đã chốt đáp án. Và cùng xem đáp án của họ là gì nào. Đầu năm mới thì để tránh mất thần tài ẩn trong nhà, chúng ta không quét nhà. Đó là một đáp án chính xác. Câu đầu tiên vô cùng đơn giản, lần nào cũng vậy. Người đứng thẳng mùa 2, câu số 1 luôn dễ. Câu số 2 có nội dung như sau: theo phong tục xưa, sau những ngày Tết, để mọi người trở lại với công việc thường nhật, nhà nông thì khai canh, thợ thủ công thì khai công, học trò thì khai bút. Vậy những người có chức tước sẽ làm gì? A. Khai khẩu. B. Khai ấn. Và C. Khai môn. Thời gian thảo luận bắt đầu. Trời, câu này dễ quá. Biết không? Khỏi cần thảo luận luôn em. Wow. Trời, câu này mà không biết thì thôi, bị đè là xứng đáng quá luôn. Quá dễ. Gia đình đây thảo luận quá. Hai, bấm đại xe đi em. Một, chốt đáp án ạ. Họ đã chốt đáp án. Chết rồi chị ơi. Như vậy là họ đã có sự khác nhau rồi. Tại sao mình chọn C ạ? À? Ngô Thái Ngân. Anh Phúc, anh Vũ em. Tại quảng loạn quá bấm sản à. Trời ơi. Rồi tại sao anh Xuân Phúc bấm B? Em biết là những người ở sống ở khu vực phía Bắc thì cái phong tục này nó rất là thường luôn. Đúng rồi. Mỗi năm. Thì thực ra thì cái phong tục khai ấn này sẽ dành cho những công chức. Dạ. Là khi mà đầu xuân năm mới thì họ sẽ cùng nhau đi làm cái lễ khai ấn. Đấy là cái phong tục truyền thống rồi. Được, cái cụm từ mà khai ấn đền Trần nghe rất là quen. Nhưng không biết ký ức của anh Xuân Phúc nó có đúng với câu hỏi này không? Em mong là không đúng à. Người bị ép một bậc là Ngô Thái Ngân. Trời ơi. Em ơi, đây là một trò chơi, một cái game show thôi em. Đăng Khánh, bớt diễn giả lại, lố đăng. Em ơi, cái này không sao, đừng diễn quá lố nè. Câu số 2, đáp án chính xác là đáp án B. Những cái dữ kiện mà anh Phúc đưa ra hoàn toàn chính xác. Câu số 3, lá bùa được gắn trên cây nêu ngày Tết có tên là gì? Đáp án A, bùa tứ tùng. Đáp án B, bùa tứ tung. Đáp án C là bùa tứ tượng. Thời gian thảo luận bắt đầu. Sao anh? Okay, sao? Ủa gì đừng hỏi anh. Anh MC chương trình, anh không có tiêu lòn mấy đáp án cho khán giả, cho thí sinh biết được. Khán giả nói anh chơi. Cái tung. Bùa tứ tung cũng được. Mà tứ tung thiệt, tứ tung chắc không phải. Không. Em bấm cho chị. Trời, sao bên kia, chị? Bên kia vội quá vậy? Bây giờ bấm à. Họ đã chốt đáp án thưa quý vị. Một người chọn A, một người chọn C. Đăng Khánh, tại sao em loại đáp án B ra ngay từ đầu? Dạ thì em thấy là tứ tung nó nghe nó tùng lao. Trời. Nó là bùa gì mà bùa tứ tung? Biết đâu nhiều khi có nghe sao nó em? Vô lý ha. Thiên Nga, tại sao tư vấn cho anh Xuân Phúc chọn đáp án C? Tại em nghĩ là bùa tứ tượng, tại vì sẽ có bốn vị thần trong cái lá bùa đó là bốn tượng thần. Chị Quỳ rồi đó em. Người bị ép xuống một bậc là cả hai đội. Hả? Là tứ tung hả? Đáp án B, bùa tứ tung là lá bùa được gắn What? Trên cây nêu ngày Tết. Đó là đáp án chính xác. Đáng người ta sợ rồi, em còn chỉ gì nữa. Vừa lòng em chưa? Anh ơi anh. Hả?
mình sợ con gì là thả vô con đó ha anh. À, tùy thôi, tùy em order. Chứ em sợ cua tuyết Alaska anh không có thả. Dạ không, em sợ con trai. Em sợ con trai. Thế thì Đăng Khánh vào trong. Qua chơi anh. Thôi vậy hả? Thôi vậy lát nữa đi, ta lát nữa tính sao. Kính thưa quý vị, ba câu hỏi đầu tiên họ đã không còn là những người đứng thẳng nữa. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Điền vào chỗ trống. Đầu năm mua chấm chấm chấm. Cuối năm mua chấm chấm chấm. Hãy điền vào hai chỗ trống đó. A. Muối và vôi. Cô B. Chuối và vôi. Cô C. Muối và đường. Wow. Thì em chọn rồi. Xin mời chốt đáp án. Họ đã chốt đáp án. Cùng nhau xem đáp án họ nào. Mời đáp án. Và đáp án C là một đáp án hoàn toàn không chính xác. Hai đội bị S một bậc. Ủa vậy là tên nhanh lắm, ham lắm. Mới vừa đọc câu hỏi, chưa kịp đọc đáp án nữa là chốt rồi. Thật là sự là hay ho. Ôi vậy hay đúng mà. Đáp án chính xác của chúng tôi là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. À, ôi mua đường nó mới dần chứ. Hồi nãy em đã định suy nghĩ cái đó rồi. Kính thưa quý vị, câu số 5 có nội dung như sau. Ủa? Ủa gì Khánh? Em hỏi gì? Khánh ơi, sao mẹ em hù chị hoài vậy? Em sao, em sao? Đăng Khánh mà để nó còn sợ, nói chi chị trong đó chị ơi. Chị Thái Ngân à. Dạ. Em sẽ kèm xúc, kèm nén cảm xúc ạ. Đâu là món ăn đầu tiên trong bát trân 8 món ăn quý hiếm nhất của vua chúa ngày xưa? A là chả phượng, B là nem công và C là gân nai. Thời gian thảo luận bắt đầu. Em mới nghe chả đùm mà em chưa bao giờ nghe chả phượng. À, nem công nó lạ. Chắc chưa. Thời chúa gian cho đáp án. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, họ đã chốt đáp án. Thì tên em. Được, không sao đâu, em không để chị mất bức hình đâu. Và đáp án của họ là, mời xem đáp án. Người bị ép xuống một bậc là cả hai đội. Ủa? Trời ơi chị ơi. Hay xin lỗi chị. Trời ơi em biết chị rồi. Tính ra là có 3 đáp án thôi. Mỗi người chọn một đáp án mà vẫn sót lại đáp án. Cái kỳ đó. Cái gì vậy? À, đúng. Cái gì vậy? À, hết rồi đó. Anh sao vậy? Hồi nãy em nói anh nói với em anh. Ổn chứ ạ? À? Bình thường. Bên này thì sao, ổn chứ? Em không ổn. Kính thưa quý vị, như vậy là đáp án chính xác trong câu hỏi này phải là đáp án B, nem công. Nem công mới là đáp án chính trời xác. Trời ơi, nãy em nghe chị là được rồi. Thấy chưa? Mình có bao giờ nghe cái từ là nem công chả phượng chưa? Em có nghe. Nem công lúc nào cũng đứng đầu. Rồi sau đó mới tới chả phượng. Câu hỏi số 6, cùng xem video clip ạ. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà là cha các ké là mẹ Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà. Chú Kỳ Nhông chạy rong bờ cát, bác các ké hông mát bọng cây, ăn no say thì dạng Kỳ Đà chui vô gần mà ngủ cho say. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà là cha các ké là mẹ Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà. Câu hỏi đầu tiên trong chuỗi video clip này, trong ca khúc Kỳ Nhông có mẹ là con gì? A. Kỳ Đà. B. Các ké. C. Là thằng lằn. Thời gian thảo luận bắt đầu. Biết không? Biết. Anh biết rồi, anh chọn đáp án đi để người ta biết đó. Và họ đã chốt đáp án, thưa quý vị. Lại có khác nhau rồi. Một đội chọn B, một đội chọn A. Mà Xuân Phúc đang rất tự tin về đáp án B. Tại sao vậy anh Phúc? À, theo như trí nhớ của Phúc thì câu đầu tiên của bài hát là Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà. Kỳ Đà. Kỳ Đà. Kỳ Đà là cha các ké. Các ké là mẹ Kỳ Nhông. Em ơi, người ta hát được cái câu hát đó thì em nghĩ ai đúng trong câu này? Dĩ nhiên rồi. Hồi nãy Thái Ngân bị ép xuống một bậc.
Đăng Khánh, em có thật sự giúp đỡ một đồng đội mới chơi lần đầu hay không? Không hề giúp, nó không hề giúp một gì cả. Chúng thảo luận quá nhiều mà Đăng Khánh. Câu hỏi tiếp theo, trong đoạn video clip trên có tổng cộng bao nhiêu con vật? A là 3, B là 4 và C là 5. Thời gian thảo luận bắt đầu. Còn chắc không? Em nghiêm túc không? Ủa vậy hả? Em đừng giết chị. Em không giết chị. Em đang giết chị đó. Trời ơi, anh chỉ nhớ là đầu thôi á. MC ơi, em xin chương trình sau vòng này cho em đổi bạn chơi. Em sai rồi, em sai rồi. Sai một ly là đi một dặm rồi. Em đi mất luôn. Đúng. Tin không? Xin mời đội lì xì, hãy lì xì cho chúng tôi một đáp án ngay bây giờ đi ạ. Đừng để mất thời gian của chương trình quá nhiều. Họ đã chốt đáp án. Ủa, tại sao đội mình lại chọn phương án C vậy Đăng Khánh? Dạ em nhớ là cái đoạn sau có hát gì có thêm hai con nữa. Có hai con nữa? Dạ. C là 5 con. Qua bác, qua nhà bác, qua nhà chú gì của nó chơi. Đáp án của câu hỏi này, người bị ép xuống một bậc. Đó. Dạ, anh Phúc. Là Ngô Thái Ngân. Yeah. Em hết lần này tới lần khác. Em cứ kêu người ta tin em đi. Tin chưa chết đó. Nga, còn câu cuối. Trong ca khúc trên, con vật nào chui vô bọng cây? Cái bọng của cái cây á. A là kỳ đà, B cắt ké và C là kỳ nhông. Thời gian thảo luận bắt đầu. Chọn đại đi em. Hả? Mình không còn gì để mất chọn nữa rồi. Tại vì dù sao mình cũng thắng rồi, trời ơi. Thắng rồi. Cái đó số một bậc nữa ạ. Tới chưa tới đầu anh. 3 2 1 chốt đáp án ạ. Họ đều chọn là B. Họ an toàn, đáp B chính xác. Trời ơi. Chị ơi, đúng chị rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là 8 câu hỏi của vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Xin mời hai đội chơi tiến về vị trí trung tâm ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là vòng thi đấu đầu tiên 8 câu hỏi đã kết thúc. Và một cuộc chiến hình như không ngang tài ngang sức cho lắm hả? Dạ. Em thấy chị em có bốc hơi đâu, ngang tài ngang sức mà. Thì đó, anh Xuân Phúc rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh chọn đáp án nào đúng đáp án đó. Còn em tư vấn quá nhiều, nhưng mà không một đáp án nào đúng cả. Đó là em nhường đội bạn. Ai cũng có một lý luận okay, đó. Được. Cũng có đúng một cái lý luận đó khi mà họ trả lời sai và họ thua cuộc. Chung cuộc vòng thứ nhất, tụi em thua tỷ số 1-0 thuộc về đội Sông Đất. Vòng thứ hai, không biết rằng liệu là Đăng Khánh và Thái Ngân của đội lì xì có cân bằng tỷ số hay không, hay là tiếp tục xa vào con đường trượt dài. Chúng ta cùng đến ngay với vòng thi đấu thứ hai của chương trình Người Đứng Thẳng. Vòng thi thứ hai, thành viên còn lại của mỗi đội bước vào chiếc hộp kỳ bí. Trả lời câu hỏi, sau 8 câu hỏi, thành viên nào đứng cao hơn thì đội đó sẽ chiến thắng. Câu hỏi số 1, dịp Tết Nguyên Đán, cuộc sống miệt vườn Nam Bộ, vào sáng mùng 3 Tết, mỗi nhà làm một chiếc thuyền nhỏ, nhiều màu sắc, rồi thả chiếc thuyền ra sông. Lễ này có tên là gì? A. Tống Ôn, B. Tống Ông và C là Tống Tiễn. Thời gian thảo luận bắt đầu. À, em câu thấy này... Tống Tiễn là sai rồi đó. Câu này thấy em cũng biết bồ lưng tung lúc nãy thì em. Vậy hả? Ôi vậy hả? Vậy là bây giờ Tống em, Tiễn. Lễ hội mà tục ngày xưa thì nó có những cái tên rất là dân dã và bình thường. Mình nghĩ bây giờ là nó không đúng với thời đại. Nhưng mà thời điểm ngày xưa ông bà mình rất là đơn giản và sống rất giản dị. Không ai sống mà mưu toan như em đâu em. Đúng rồi em mất. Đang đi lại. Chốt đáp án đi nào. Họ đã chốt đáp án và bây giờ cùng xếp đáp án của họ là gì? Mời đáp án. Đó là lễ tống ông. Cái tiếng này, cái tiếng này là mình sai rồi chị ơi. Và em bất đang đi là mình sai rồi chị. Bất đang đi lại. Hai đội chơi. Đáp án của họ không chính xác, họ bị ép xuống một bậc. Em nói rồi, em biết cái tiếng này lắm. Trong cái lễ hội này thì gồm có lễ vật là gồm có cá nè,
một đôi gà, một ít gạo muối mang ý nghĩa đem sự xui xẻo ra khỏi xóm làng mình đi. Họ bỏ trên một con thuyền, sau đó họ thả con thuyền nó ra dòng sông Cái ở miền Tây. Lễ hội này được gọi là Tống Ôn. Đáp án A mới là đáp án chính xác. Câu hỏi số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Tiếp theo. Vậy hồn. Cái gì vậy? Sao vậy Khánh? Khánh sao vậy Khánh? Em sao vậy? Em đàn ông lên coi Khánh. Khánh, em sao vậy? Là bù ba được không? Anh chia sẻ với em. Chắc là một năm qua Khánh cũng có nhiều điều bất ổn trong người, cho nên là sang một năm mới những chuyện cũ chưa xong. Em bỏ qua hết tất cả mọi chuyện đi em. Người đàn ông mà tỉnh táo lên, cười lên, tươi lên. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Hồng, Lan và Cúc cùng nhau thi đấu cầu lông. Trên bảng xếp hạng, tên Cúc đứng trên tên Hồng, tên Lan đứng sau tên Cúc, tên Hồng đứng trên tên Lan. Vậy ai là người đạt giải nhất? Đọc A lại. Là Hồng, B là Cúc và C là Lan. Thời gian thảo luận bắt đầu. Wow. Nghĩ là Cúc. Tự tin em đổi em tự tin lắm. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình vẫn cười. Cười lên em, cười lên. Họ đã chốt đáp án thưa quý vị. Người sai trong câu hỏi này bị ép xuống một bậc là Đặc Khánh. Ủa Đặc Khánh ơi, em có thời gian để thảo luận mà em. Không mà đội em rất là tự tin nè, nghe không đáp án là bấm. Nè, trong câu này nè, Hồng, Lan, Cúc cùng nhau thi đấu cầu lông. Trên bảng xếp hạng, tên Cúc đứng trên tên Hồng. Là Cúc hơn Hồng rồi. Ủa, không phải. Tại vì em bị nỗi sợ nó chiếm đóng em. Em nghe lộn. Rồi đó. Đăng rồi. Khánh. Thì ơi. Em sao vậy? Trong chiếc hộp trống rỗng mà. Ủa? Em. Đừng men lên em. Em ơi. Đừng có sợ. Có chị. Thiệt á. Bình tĩnh. Đáp án của câu hỏi vừa rồi là đáp án B. Tên Cúc mới là chính xác. Cúc là người đứng đầu trong danh sách. Câu thứ 3 có nội dung như sau. Hồng, Lan và Cúc lại là ba cái tên đó. Đúng. Em không đúng. Thích ba cái bông hoa này rồi đó. Hồng, Lan và Cúc cùng nhau thi đấu đánh cầu lông. Trên bảng xếp hạng, tên Cúc đứng trên tên Hồng, tên Lan đứng sau tên Cúc, tên Hồng đứng trên tên Lan. Vậy ai là người đạt giải nhì? A là Hồng, B là Cúc, C là Lan. Dĩ nhiên cũng là cái danh sách hồi nãy thì chắc chắn đáp án Cúc là sai rồi. Còn hai đáp án còn lại xin mời chọn. Đọc lại đáp án giùm em. Dạ không ạ. Em nghe cái gì, em tập trung cái gì, em không nhớ đáp án. Người ta nhớ kìa. Người ta nhớ kìa Khánh à. Em ơi, em bảo trọng nha. Ủa sao chị không giúp em vậy? Chị cực nghe bảo trọng không vậy? Chị sợ quá không? Chị rối não quá. Đọc lại em đáp án đi. Đáp án A là Hồng. Sao mấy? Đáp án B là Cúc. Đáp án C là Lan. 5, 4, 3, 2, 1. Và cùng xem đáp án của họ là gì nào. Mời đáp án. Họ đều chọn đáp án A là Hồng. Và dĩ nhiên rồi, xác suất 50. Đó rồi, trời ơi. Xác suất 50-50 họ chọn đáp án A. Mà đáp án A là một đáp án Chính xác. Khánh ơi Khánh, cái chị em mình vui vẻ nha Khánh. Câu hỏi thứ 4 có nội dung như sau. Hiện tượng nào được nhà thơ Xuân Quỳnh miêu tả trong bài thơ Vừa dữ dội vừa dịu êm, vừa ồn ào vừa lặng lẽ? A là gió, B là bão và C là sóng. Thời gian thảo luận bắt đầu. Rồi. Nên nhớ là hiện tượng nào nha, chứ không phải là bài thơ đó tên gì nha. 5, gì tên 4, em. Okay. 3, liệt 2, chuông anh ơi, 1. Anh ơi, chuông liệt. Dạ chương trình ơi, chuông của đội em liệt. Vậy là cho em qua câu này nha. Họ đã chốt đáp án thưa quý vị. Cùng nhau xem đáp án của họ là gì nào. Mời đáp án. Tại sao em chọn là B vậy Đăng Khánh? Dạ nút C của em liệt ạ. Dạ nút C của em liệt ạ. Không hề có chuyện đó đâu Đăng Khánh à. Trời ơi em ơi em tao vậy Khánh. Em chọn B thì nó hiện lên B rồi. Em nói là em chọn C. Còn em có đổ thừa chương trình chúng tôi là nút C nó bị liệt nữa. Ủa? Đó bây giờ mới vô đó. Ủa? Bây giờ em mới bấm C đúng không? Mời hiện lên màn hình nè.
Đấy là B mà. Vẫn là B. Em không phân biệt được B, C. Không phải, sai phong thủy rồi. Thì em nhớ rồi, cái lần trước em bị đè em cũng gọi bên cái bên ô này là đến cái ô này rồi, hồi nãy mình đứng sai cánh gà. Xui, em xui. Kính thưa quý vị, Đăng Khánh đang rất là rối loạn rồi. Và đáp án của Đăng Khánh là B, đáp án của Thiên Nga là C. Và người bị ép xuống một bậc trong hội này đó chính là Đăng Khánh. Khánh à, ổn không em? Gì vậy? Cái gì vậy? Anh mới là người phải hỏi câu đó với em đó. Còn hai câu hỏi cuối cùng của vòng này chỉ có 6 câu thôi. Xin mời hai thành viên của hai đội hãy nhìn về hai chiếc màn hình của chúng tôi. Chàng ơi đình mòn chia ly người đi kèo lỡ câu ước càng chỗ em nhàng lìa đôi nỗi tiếng chia vui hết rồi kỷ niệm còn buồn nhau chi còn giận nhau chi nỗi nữa đi anh đừng khóc nghe anh nước mắt tuôn rơi con tim đau nhói trời ơi ai sắp bài chi đây người con gái vừa mới yêu ai cho đến hôm nay kỷ niệm mở phai duyên nở lỡ làng. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Trong đoạn video clip trên, nghệ sĩ Phạm Huyền Trâm đã hát bao nhiêu từ? A là 77 từ, B là 88 từ và C là tròn chỉnh 100 từ. Thời gian thảo luận bắt đầu. À, em mở em được. Trời ơi trời, này khó à anh. Thời gian thảo luận. Em tin chị. Này chắc đó lại. 4, 3, 2, 1. Họ đã chốt đáp án. Họ đều cùng chọn là B, 88, một con số nằm ở giữa. Cả hai đội bị ép xuống một bậc. Ủa, chắc là 100 rồi. 100. Đáp án chính xác của chúng tôi là 77 từ. Ủa? Chỉ có 77 từ. Thấy vậy đó, chứ 100 từ để mà trong một cái hơi nó rất là dài. Ủa, sao em thấy dài mà nhỉ? Đúng rồi. Nó rất là dài, nó không có dễ dàng đâu. À, vậy cho em chọn lại đi. Câu hỏi cuối cùng của vòng thi đấu này. Đăng Khánh ơi. Alo. Câu hỏi cuối cùng hồi nãy em nhớ clip nó chiếu cái gì không em? Hả? Ok, không sao đâu. Kệ có đồng đội em mà kệ. Giờ tâm trí em nó rối bời quá. Khánh ơi. Thưa quý vị. Chị sẽ cứu em. Trong video clip nãy, nghệ sĩ Phạm Huyền Trâm đã hát. Bây giờ em còn bày đặt cả cái trò sợ gấu bông mà. Phải, em con này là con, em đâu biết. Em đâu biết nó là gấu bông. Ủa, là sao? Nếu mà em biết nó là gấu bông là em đâu có sợ. À, rồi, ok. Trong đoạn video clip trên, nghệ sĩ Phạm Huyền Trâm đã hát cái từ đầu tiên và cái từ cuối cùng là gì? What? A, nàng và chàng. Cô B, chàng và làng. Cô C, chàng và nàng. Thời gian thảo luận bắt đầu. Họ đã chốt đáp án thưa quý vị. Người bị ép xuống trong câu hỏi này chính là cả hai người. Đáp án chính xác của câu hỏi này phải là đáp án B, chàng và làng. Chàng ơi, cái gì đó, sau đó cuối cùng là từ lỡ làng. Chàng ơi đình mòn chia ly duyên nở lỡ làng. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vượt tới 8 câu hỏi của vòng thi đấu thứ hai. Trở lại sân khấu cùng của chúng tôi ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là Đăng Khánh và Thiên Nga vừa hoàn thành xong 6 câu hỏi của vòng 2. À, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Tôi cứ ngỡ Thiên Nga là một chàng trai dũng cảm và Đăng Khánh là một cô gái yếu đuối. À, trời, đừng nói ra những điều không, đó. Đừng có nói như vậy. Nghe anh công bố kết quả vòng 2 nè. Hãy nhìn vào phía trong và em thấy rồi đó. Wow. Đội người ta, đội sông đất, lại một lần nữa hai thành viên lần đầu chơi chương trình. Em là thành viên quá cũ rồi, lần thứ hai, hai mùa nào cũng có em hết. Lần này, em được một cái nhiệm vụ là em hỗ trợ cho Thái Ngân, mà cũng không xong nữa. Tỷ số 2-0 dành cho đội Sông Đất thôi quý vị.
em lại tiếp tục nhường à? Lại nhường à? Họ lại nhường nữa kìa. Họ lại nhường nữa nha Thiên Nga. Bây giờ không cần nhường chị ơi. Dạ, còn nhường em nhường ạ. Liệu rằng vòng 3 họ có giành lại một điểm số danh dự để bước ra về hay không? Chúng tôi đang chờ đợi sự tỏa sáng của Đăng Khánh cũng như Thái Ngân cùng nhau đến với vòng 3 của Người Đứng Thẳng. Vòng thi thứ 3, mỗi đội cử một thành viên đứng vào chiếc hộp kỳ bí. Thành viên còn lại phải giành quyền trả lời câu hỏi bằng cách bấm chuông. Nếu trả lời đúng, chiếc hộp của đối thủ sẽ hạ độ cao. Nếu trả lời sai, chiếc hộp của đội mình sẽ bị hạ xuống. Hai đội phải hết sức bình tĩnh, đừng làm hại đồng đội của mình nha. Như vậy là họ đã chính thức đặt chân vào trong chiếc hộp kỳ bí. Và những người chơi phía bên trong chiếc hộp kỳ bí, họ không được di chuyển ra bên ngoài, không được nhắc nhở đồng đội mình bằng bất kỳ hình thức nào. Sau khi vàng đọc xong câu hỏi, nhấn chuông giành quyền trả lời sau từ hết của vàng. Câu hỏi đầu tiên của vòng 3. Cụ già lưng còng, râu ria lòng thòng, lúc sống không có máu, chết đi người đỏ ao. Cụ già đó là con gì? Hết. Wow. À, cho em suy nghĩ. Em 5, quen lắm luôn á. 4, 3, à, anh. 2, Thái Ngân à. Bình tĩnh suy 1. Nghĩ em ơi. Hết giờ. Đăng Khánh bị ép xuống một bậc, thua quý vị. Chị chưa trả lời kịp luôn á. Cụ già lưng còng, râu ria nghe lòng quen thòng lắm. Chị. Lúc sống không có máu, chết đi người đỏ ao. Đúng là con gì? Hết. Nhấn chuông à. Đó là con cua. Ấy vô em đó, nhắc người ta kìa. Đó là con cua. Con cua thì có râu không nhờ? Con cua có râu. Có râu. Nhưng mà có cụ già lưng còng không mà? Là con cọp. Không, không lưng còng. Tôi đã ghi nhận đáp án đầu tiên con cua. Con cua là một đáp án không chính xác, do đó Xuân Phúc bị ép xuống một bậc. Em đã bấm vô rồi. Nhưng mà rất tiếc cả hai đội đã trả lời rồi. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là con tôm. Trời ơi, đồ tháng người thiếu tôm. Con tôm 2. Ủa? Ờ? Không. Ờ, gì vậy? Không, sai lầm của bên kỹ thuật. Đăng Khánh vừa có hành động bấm chuông và tôi nhận tín hiệu chuông từ đội của Đăng Khánh. Đăng Khánh bị ép xuống một bậc, thưa quý vị. Không, em để lỡ đụng chút. Đó cũng là một chiếc chuông em mà. Chân dài mình tép chân lại. Mình tép cái chân mình bước vào trong thì mình đâu có đụng. Đăng Khánh à. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Ủa chị? Dạ em bấm ạ. Ủa chị? Em bấm ạ thì hạ Đăng Khánh xuống một bậc luôn quý vị. Thì nói chị cứu em mà. Chị sẽ cứu em. Bình tĩnh. Đọc xong nhấn chuông liền nha. Tên của một mâm trái cây có 3 thứ quả không thể thiếu của các gia đình trong dịp Tết, nói lên ước mong khiêm nhường không cần cầu kỳ cao sang. Nào ca, luật chơi của mình là gì? Chơi được bấm thì anh không nói hết. Ủa? Tôi có nói hết đâu mà bấm chuông. Đăng Khánh bị ép xuống một bậc nữa quý vị à. Nghe chữ hết cái đã. Ok. Tên của một mâm trái cây có 3 thứ quả không thể thiếu trong các gia đình trong dịp Tết, nói lên ước mong khiêm nhường không cầu kỳ cao sang. Hết. Trời, người ta nhẹ nhàng không? Cầu đủ xài. Tức ghê á. Cầu đủ xài là một mong muốn rất là khiêm nhường bình thường của mọi người dân Việt Nam nói chung trong dịp Tết Nguyên Đán. Và đó là lý do mà Đăng Khánh bị ép xuống một bậc. Sao em trả lời cái gì mà hay dữ vậy Thiên Nga? Câu số 3, con muỗi đốt ở đâu thì mình không thấy ngứa? Hết. Trên tóc. Hả? Đốt ở tóc. Xuân Phúc bị ép xuống một em bậc ơi. Thưa quý vị. Không sao. Trời ơi, cái câu này quá đơn giản mà. Con muỗi đốt ở đâu mà mình không thấy ngứa? Đốt trên người khác mình làm gì ngứa? Nó đốt trên người khác thì làm sao mình ngứa được, đúng không? Bên kia trả lời sai. Có nội dung như sau. Có một hộp đựng bánh với 3 màu vàng xanh đỏ.
Hỏi vì sao Tâm bị bịt mắt mà vẫn dễ dàng tách riêng từng loại một. Hết. Wow. Em nghĩ là tại vì có ba cái bánh chứ nhiêu, nên lấy ra dễ dàng mà. Trời ơi, Thiên Ngao ơi, rất là cho anh không ngờ luôn á. Ta khách dựng ép bật cửa. Tin chị khách. Câu số 5 có nội dung như sau. Tối mùa đông, bạn muốn đi tắm. Phía trong phòng tắm, bên phải cánh cửa có một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh. Bạn sẽ mở cái gì đầu tiên? Hết. Wow. Và mở cái cửa. Mở cái cửa đó là một đáp án chính xác. Trời ơi. Câu hỏi cuối cùng của vòng 3 rồi. Phải tự tin và bình tĩnh lên. Câu này là quyết định tất cả nè. Mời thử chuông. Đăng Khánh bốc hơi thua quý vị. Luật chơi của chúng ta như thế nào? Ôi, anh đâu có MC, làm gì sai luôn. MC chơi là gài rồi. Không chịu. Không chịu. Em tin vậy. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình vẫn cười. Em à, lần đầu tiên chơi tới chơi một chương trình nào lạ lắm, mình phải có sức đề phòng chứ em. Ai nói cái gì em cũng làm theo. Trời ơi, một chiến thắng không hề cách biệt một miếng nào. Xin mời Xuân Phúc và Thiên Nga về đây ạ. Mặc kệ gia đình người ta đi, mặc kệ gia đình người ta đi. Mình ở đây nãy giờ anh Xuân Phúc ở trong kia không được nói tiếng nào. Cảm giác như thế nào? Cảm giác bí bách lắm. Là phải được trao đổi, phải được giúp đỡ đồng đội mình. Mấy câu hỏi dễ không nữa chứ. Nhưng mà em may mắn đâu có Thiên cần ai đâu đúng không? Thiên Nga quá giỏi. Dạ, em bây giờ muốn mời Đăng Khánh thì có Đăng Khánh trở lại. Anh sẽ trả Đăng Khánh về với em. Ngay bây giờ chào đón trở lại người thua cuộc, Đăng Khánh. Trời ơi. Quý vị đang chứng kiến những cái bước chân cuối cùng của hoa hậu đương nhiệm. Và ngay bây giờ cặp đôi này sẽ trao vương miện hoa hậu cho người thắng cuộc. Dạ, đi em. Dạ, trời ơi, cúp này thôi mà có gì đâu. Cúp thôi, cúp thôi. Trả anh ta chị, mình thua chị. Mình thua 3-0. Kính thưa quý vị, trên tay Duy Thanh Vàng hiện tại đang là một chiếc vương miện và một chiếc cúp của chương trình Người Đứng Thẳng. Và chiếc cúp và chiếc vương miện này sẽ trao cho người chiến thắng trong ngày hôm nay. Không ai khác, đó chính là đội chơi xong. Mình mới bốc hơi. Em chúc mừng đội bạn. Tưởng tượng thôi. Mình chúc mừng đội bạn em. Mà đây không phải là giờ của em đăng quang, giờ của người ta đăng quang. Kính thưa quý vị, và người được nhận vương miện và chiếc cúp không ai khác, đó chính là, không phải tụi em, đó chính là đội Sông Đất cùng với Thiên Nga và Xuân. Oh! Hay quá, quá. Hay lắm em ơi. Hay quá. Lần sau mình chơi tiếp em. Một năm đương nhiệm nha em. Rồi, rồi. Hay quá, mình nhường hết. Ladies and gentlemen, và đây là đội vô địch của ngày hôm nay.